Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, đây chính là thời gian của chiếc nón kỳ diệu. Quý vị hãy thật sự thư giãn cùng với các vòng quay của chiếc nón và hãy cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào vòng đoán nhanh thứ nhất dành đến cho ba người chơi. Đó chính là anh Quyền, Trung Nghĩa và bạn Mạnh. Ở vòng chơi này, người chơi nào trả lời chính xác đoán được ô chữ của chúng tôi sẽ có được 500 điểm. Và ô chữ ở vòng đoán nhanh đầu tiên hôm nay gồm có 19 chữ cái. Bài hát này là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký. Chữ cái đầu tiên đó chính là chữ N. Xin mời bạn Mạnh. Tôi xin đoán ô chữ này là bài hát Nha Trang Mùa Thu Lại Về. Hoàn toàn chính xác. Nha Trang Mùa Thu Lại Về. Như vậy bạn Mạnh là người chơi trẻ tuổi nhất đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và có được câu trả lời chính xác. Và bạn đã vừa có được 500 điểm. Và bây giờ xin mời bạn sẽ giới thiệu về mình. Tôi là Nguyễn Tiến Mạnh, đến từ Bắc Giang. Hiện nay đang công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự. Tôi là một người có tính cách rất là đa dạng và sở thích thì cũng rất phong phú. Trong đó có một cái sở thích đặc biệt là rất thích tham gia các chương trình game show trên truyền hình. Và đó cũng là lý do mà hôm nay tôi có mặt ở đây. Rất mong được sự cổ vũ của tất cả các quý vị khán giả cho cả ba người chơi để chúng tôi có thể chinh phục được tất cả các ô chữ của chương trình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bạn Mạnh. Tiếp theo chúng tôi xin mời anh Quyền. Tôi tên là Nguyễn Dương Quyền. Hiện nay là tôi đang công tác tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe của trường Hoàng gia thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất vui là khi được tham gia chương trình này, tôi là rất đam mê. Tôi kính mong là ban chương trình là nên là duy trì cái chương trình này là mãi mãi để cho người chơi chúng tôi là được có dịp giao lưu học hỏi và tìm hiểu về cái văn hóa lịch sử của Việt Nam. Mong muốn của anh Quyền tức là chúng tôi sẽ cố gắng là duy trì và giữ được cái chương trình chiến nói kỳ diệu càng lâu càng tốt, càng lâu càng tốt. Đặc biệt là dành đến cho những ai mà đăng ký mãi rồi mà chưa được đúng chơi. Đúng rồi, có gì đăng ký ngay cả tôi đăng ký nhiều khi cả 10 năm rồi và vẫn chưa được. Dạ. Xin cảm ơn anh Quyền. Và người cuối cùng sẽ giới thiệu về mình đó chính là chú Nghĩa. Xin mời chú. Diệu kỳ chiếc nón hôm nay, bỏ công chờ đợi cả ngày lẫn đêm. 7 năm nay được đáp đền vòng quay kỳ diệu có tên chính mình. Cảm ơn ekip chương trình, nay tôi mới được lên hình đầu tiên. Xin chào quý khán giả. Tôi là Trần Tuấn Nghĩa, tuổi Đinh Hợi, sinh ra và lớn lên tại quê hương Nam Tân Thái Bình. Hôm nay tôi vinh dự được cùng chơi với hai người bạn đồng hành trên chương trình Tiếng Nói Kỳ Diệu. Mong quý khán giả trong trường quay cổ vũ cho cả ba người chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn chú Nghĩa. Thưa quý vị, như vậy là trong một ít phút ít ỏi thì chúng ta đã vừa được gặp gỡ và hiểu rõ hơn về ba người chơi tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin chúc cả ba người chơi sẽ thật sự may mắn với các vòng quay của chiến đoán kỳ diệu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá ô chữ. Và đây là ô chữ ở vòng đoán nhanh thứ hai. Ô chữ trong vòng chơi này gồm có 26 chữ cái. Đây là một sáng tác của Vũ Thiết, phỏng thơ Nguyễn Hữu Chính. Chữ N. Xin mời bạn Mạnh. Tôi xin đoán ô chữ này là ca khúc Nghe Câu Quan Họ Trên Cao Nguyên. Rất chính xác, đó chính là đáp án của chúng tôi. Nghe Câu Quan Họ Trên Cao Nguyên. Lời chúc mừng tiếp theo của chúng tôi vẫn thuộc về bạn Mạnh, người chơi trẻ tuổi nhất. Có vẻ như là bạn Mạnh rất là yêu thích ca hát đúng không ạ? Một trong những sở thích của em cũng là các bài hát nhạc đỏ. Và tức là nhạc cách mạng ấy đúng không ạ? Và nhạc quê hương. Các khúc cách mạng, các khúc về quê hương. Nên là những ca khúc thì em nghe cũng rất là nhiều. Đôi khi thì có thể là không nhớ được tên đâu. Nhưng mà nghe nhạc thì... Nhớ giai điệu hoặc là nhớ lời. Nhớ giai điệu. Xin được chúc mừng bạn Mạnh, bạn đã vừa có thêm được 1.000 điểm. Và thưa quý vị, bạn Mạnh cũng chính là người chơi sẽ có những lượt quay đầu tiên ở vòng chơi chính
Thứ nhất, bà Mạnh có chia sẻ ngay ở phần giới thiệu của bạn, bạn nói là bạn là người có tính cách đa dạng. Tính cách đa dạng có nghĩa là thế nào ạ? Có những lúc tính mình rất là trầm khi mà tham gia các cái hoạt động phong trào ở đơn vị rồi với anh em bạn bè thì một người rất là sôi nổi. Nhưng mà cũng có lúc thì lại một con người rất là trầm lắng, thích ngồi một mình. Có những cái sở thích đi kèm đấy là cũng rất là tĩnh. Ví dụ như là ngồi câu cá, rồi ngắm cá cảnh. Trong bản đăng ký bạn còn nói là bạn làm được rất nhiều công việc khác nhau, và đặc biệt là thậm chí là làm được cả công việc được coi là công việc của phụ nữ. Em có thể làm được nhiều việc, từ thêu, may vá, đan lát. Bạn có thể làm được? Vâng, tất cả những việc này em cũng đã làm từ thời còn nhỏ. Ồ, bạn thích làm những công việc đó hay là do bạn muốn phục vụ cuộc sống của mình? Người biết nhiều thì khổ nhiều, nhưng với em không biết còn khổ hơn. Nên là em muốn làm được tất cả mọi thứ để khi trong cuộc sống mình cần làm một việc đó, hoặc mình có thể là giúp đỡ những người khác những công việc đó, thì khi mà giúp đỡ được mọi người hoặc là tự mình làm được những công việc đấy thì mình cũng sẽ cảm giác thấy nó vui hơn. Và cuộc sống mình nó chủ động hơn trong tất cả các công việc, đúng không? Chứ không phải phụ thuộc vào người khác. Đúng vậy. Thưa quý vị, ba người chơi cùng với quý vị đang đến với vòng chơi chính thứ nhất của chương trình. Trong phần chơi này, ô phần thưởng sẽ tồn tại đến hết vòng chơi. Ô chữ của chúng tôi trong vòng chơi chính thứ nhất gồm có 7 chữ cái. Đây là một loại đồ uống. Một trăm điểm. Không chỉ đoán chữ H. Không có chữ H. Lượt chơi đến với anh Quyền, xin mời anh. Anh Quyền rất là may mắn. Ngay lượt quay đầu tiên thì anh đã được đến với ô phần thưởng rồi. Chúng tôi có 3 món quà. Đầu tiên là một chậu cây bonsai trị giá 650.000 đồng. Thứ hai là một bộ đèn ngủ bắt muỗi trị giá 250.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là 15 quả bóng bay trang trí trị giá 50.000 đồng. Cái này phần thưởng là cái tinh thần. Thì bây giờ cái này cái giống như cái may mắn của mình. Mình bóc được phần quà nào thì mình hưởng được phần quà đó. Vâng, bây giờ xin mời anh. Dạ. Thôi, quyết định lấy cái dưới đi. Vâng, đó là món quà gì đó? Một bonsai 650.000 đồng. Ồ, rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng tôi xin mời anh Quyền sẽ quay tiếp ạ. Bốn trăm điểm. Tôi xin đóng chữ N nào? Không có chữ N. Lượt chơi đến với chú Nghĩa, xin mời chú. Tôi nhìn nó chữ C. Không có chữ C. Xin mời bạn Mạnh. Hai trăm điểm. Tôi xin đoán chữ A. Có một chữ A. Không điểm. Không có chữ R. Không có chữ R. Lượt chơi đến anh Quyền, xin mời. Chưa đâu. Tôi xin đoán chữ H. Không có chữ H. Xin mời chú Nghĩa. Đáng tiếc, chủ nghĩa đã quay bố mất lượt. Xin mời bạn Mạnh. Bố chấp điểm. Tôi xin đoán chữ Y ngắn. Có hai chữ Y ngắn. Tôi thấy là bạn Mạnh đã nở một nụ cười rất là tươi rồi.
Hình như là bạn đã đoán được ô chữ của chúng tôi rồi thì phải. Thế nên bạn đang có là 1.000 điểm. Và ở hai vòng đó nhanh bạn đang có là 1.500 điểm. Như vậy tổng số điểm nếu như bạn giải được ô chữ này ngay bây giờ đó chính là 2.500 điểm. Bạn muốn bảo toàn số điểm đó hay là chúng ta sẽ tiếp tục thử thách và quay tiếp mạo hiểm? Em sẽ tiếp tục quay. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem là điều gì bất ngờ sẽ đến với Mạnh. Chúng ta đều chưa biết, xin mời bạn sẽ quay tiếp. Ô chia đôi ạ, bạn thấy không? Nên là đôi khi mình cứ bảo toàn tốt hơn. Còn được đoán là may còn. Rồi. Vâng. À, tôi xin đoán chữ B. Có một chữ B. Từ 1.000 điểm, bạn sẽ bị chia đôi. Hiện nay bạn đang tạm thời có là 500 điểm. Và bạn sẽ... tiếp tục. Tiếp tục quay. À. Xin mời. Tôi xin đoán chữ T. Có một chữ T. Hai trăm điểm. Đoán chữ Ư. Có một chữ Ư. Bạn sẽ giải ô chữ hay là chúng ta sẽ tiếp tục quay? Còn lại một chữ cái nữa thôi. Có lẽ là thôi, đã chơi thì chơi đến cùng. Em xin quay tiếp. Xin mời. Bốn trăm điểm. Tôi xin đoán chữ Ơ. Có một chữ Ơ. Đó, bây giờ bạn Mạnh sẽ đọc ô chữ này của chúng tôi. Ô chữ này là ô chữ bia tươi. Hoàn toàn chính xác, đó chính là bia tươi ạ. Bia tươi chính là một loại đồ uống rất là gần gũi. Có những thông tin rất là thú vị về bia tươi mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với ba người chơi và quý vị khán giả. Đó chính là các công dân thành Babylon đã sáng chế ra bia tươi từ 8.000 năm trước công nguyên. Một lần nữa xin được chúc mừng bạn Mạnh, bạn lại thể hiện sự xuất sắc của mình ở vòng chơi chính đầu tiên này. Và số điểm bạn đã chắc chắn có được đó chính là 1.300 điểm. Xin chúc mừng bạn Mạnh. Bạn Mạnh chính là người chơi đang chiến thắng ở vòng chơi chính thứ nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ tiếp tục đến với những vòng quay của chiếc nón trong vòng chơi chính thứ hai của chương trình. Trên đây lúc này đó chính là hai ô bí mật, một ô là 3 triệu đồng, ô còn lại là ô mất điểm. Tôi sẽ đặt hai ô bí mật này lên trên vòng nón. Vòng quay đã sẵn sàng. Người có lượt chơi tiếp theo đó chính là anh Quyền ạ. Anh Quyền có nói với chúng tôi là anh đam mê để tham gia các show game. Vậy thì anh đã đăng ký nhiều chương trình chưa ạ? Cũng đăng ký nhiều lắm nhưng mà không có chương trình nào được hết. Chỉ có chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu đây là đầu tiên. À may quá đúng không ạ? Thế chắc hẳn là cái cảm giác khi mà anh đang tự nhiên nhận được cú điện thoại từ chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu báo là xin mời anh lên phỏng vấn và tham gia. Dạ. Cảm giác nó phải tuyệt vời lắm đúng không ạ? Nó hôm đó là chương trình gọi phỏng vấn là coi như là tim đập nhanh luôn á. Nó rung á. Thôi hồn vậy. Có nghĩa là mình mừng quá. Được chương trình chọn là mình đã mừng rồi. Vâng. Đó cho nên là cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mấy người chơi tụi tôi được có dịp gặp nhau ở đây khám phá những ô chữ. Và có người chơi nói với chúng tôi là chỉ mong đến chương trình để sờ vào chiếc nón xem thế nào thôi. Dạ, nãy giờ là toàn là anh Mạnh Kỳ Diệu không ạ? Anh Mạnh là làm chiếc nón kỳ diệu rồi đó. Vâng. Bây giờ tới phiên em đây. Hy vọng là những vòng quay tiếp theo sẽ tiếp tục mang lại điều may mắn và mỉm cười với cả mỉm anh Quyền. Dạ. Anh hiện nay đang là giáo viên dạy lái xe ô tô đúng không ạ? Dạ. Dạy lái xe. Không biết là anh có cái câu chuyện vui nào trong quá trình thì trong cái giảng dạy, trong dạy lái xe thì nó cũng có nhiều cái lắm, nhiều cái vui lắm. Hôm đó là có một cái chuyến đi đường trường thì học viên đang lái xe thì đang chạy số 3 trên đường trường. Cái tôi mới kêu em chuyển số. Rồi học viên quay qua chuyển số không biết làm sao mà chụp vô đầu gối thầy lắc không. Vâng. Thầy cũng hết hồn luôn. Thầy nói em vô số chứ không có chụp chân thầy được. Rồi cái em mới cầm nhận ra đẩy lên, em đẩy lên em mới kéo về số 4.
tôi đi thi lái xe rồi, chúng tôi bảo nhau là tôi sợ nhất là cái câu là xe số 4 đã bị trượt. Xe số 4 bạn, xe số bạn, 7 đã bạn đã bị trượt. Vâng. Không về mà nghe được là chúc mừng bạn đã đạt thì nghe vâng, câu đó là hay nhất, hấp dẫn nhất. À. Vâng. À, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với anh Quyền, cùng với chú Nghĩa và bạn Mạnh tiếp tục vòng quay của chúng tôi ở vòng chơi chính thứ hai này. Ô chữ ở vòng chơi chính thứ hai hôm nay gồm có 10 chữ cái. Xin mời. Đây là một loại cây thảo dược có tác dụng chữa bệnh. Tôi không đón chữ T. Không có chữ T. Giờ chơi đến với chú Nghĩa, xin mời. Ô may mắn. Xin chúc mừng chú Nghĩa. Và chú muốn chúng tôi sẽ lật ô chữ cái nào? Tôi muốn mời chữ đầu tiên. Xin mời chị Hồng Nhung. Đó chính là chữ C. Tôi làm chữ ớ. Có một chữ ớ. Sáu chữ điểm. Tôi xin nói chữ y grep. Y dài. Có một chữ y dài. Mất điểm. Sau một hồi quay, một hồi đoán, bây giờ chủ nghĩa mất hết, mất cả lượt luôn. Lượt chơi đến bạn Mạnh, xin mời. Ô may mắn. Bạn Mạnh sẽ mở ô chữ cái nào ạ? Tôi xin mở ô thứ tư. Xin mời chị Hồng Nhung. Đó chính là chữ B. Tôi xin đoán chữ N. Chữ N, không có chữ N. Xin mời anh Quyền. Sáu chữ điểm. Tôi xin đoán chữ A. Có hai chữ A. Tôi xin đón chữ L. Không có chữ L. Bốn chữ điểm. Tôi xin đón chữ M. Không có chữ M. Xin mời bạn Mạnh. Tôi xin đoán chữ H. Có hai chữ H. Sáu chữ điểm. Tôi xin đoán chữ C. Có hai chữ C. Và như vậy là chúng ta đã biết được tất cả các chữ cái ở ô chữ trong vòng chương trình thứ hai này. Điều quan trọng, bạn muốn bảo toàn được số điểm đó chính là 2.000 điểm bạn đang có ở vòng chơi thì bạn sẽ phải giải được ô chữ này của chúng tôi. Tôi xin đoán ô chữ này là ô chữ cây bạch hạc. Cây bạch bạch hạc. Tôi thấy là trong cách bạn trả lời bạn rất là dò dẫm
bạn như là muốn hỏi tôi có chính xác hay không, tôi trả lời luôn là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng ông ạ. Đó chính là cây bạch hạc. Cây bạch hạc còn có tên gọi khác là cây kiến cò hay là năm uy linh tiên. Cây được trồng ở Việt Nam. Rễ cây bạch hạc chữa huyết áp cao, trị phong thấp, nhức gân. Ngày uống từ 10 cho đến 15 gram dưới dạng thuốc sắc, dùng riêng hoặc là có thể phối hợp với các vị thuốc khác. Rễ cây có thể rửa sạch, bóc lấy vỏ, phơi khô, ngâm trong rượu hoặc là giấm để uống. Và thưa quý vị, như vậy là bạn Mạnh đã trở thành người chơi chiến thắng ở vòng chương trình thứ hai với số điểm là 2.000 điểm. Xin chúc mừng bạn Mạnh. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu và cùng nhau đến với vòng chương trình thứ 3 của chương trình. Tôi đến từ chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu của Đài Truyền hình Việt Nam. Các bạn có biết chương trình này không ạ? Có, cũng có theo dõi trên TV hoài. Ngày hôm nay thì chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu có tới An Giang và chúng tôi rất là mong muốn được mời các bạn tham gia một cái phần thi tương tác của chương trình. Các bạn có đồng ý tham gia không ạ? Được chứ. Vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa cho các bạn một ô chữ. Nếu mà các bạn đoán đúng thì các bạn sẽ có một phần quà từ chương trình. Còn nếu bạn đoán sai thì tất nhiên là không có phần quà nào cả rồi. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Là người An Giang hay là người ở đâu tới ạ? Dạ, em là người An Giang. À, vậy thì ô chữ này có khi cũng không quá khó với các bạn. À, ô chữ của chúng tôi như sau. Đây là một từ gồm có 3 âm tiết, gồm có 8 chữ cái. À, đây là tên một đặc sản của An Giang. Bánh tét, khô mắm. Mắm chừng. 8 chữ. Mắm 8 chữ mà 3 âm tiết. Hay là mắm. Không, mình cứ coi mình có một đúng 3 âm tiết mắm nè. Mà khô cá lóc là 3 âm tiết nè. Khô cá cha cũng 3 âm tiết. Còn mắm, mắm nè. Mắm thì nó đâu mắm cá linh. Để làm lẩu mắm đó. Mắm cá linh cũng 3 âm tiết. Mà đúng nè. Giờ hai cái đáp án đó, một là khô cá lóc hay là khô cá cha. Định lên nào. Không. Đúng thì khô cá lóc. Mình cũng khô cá lóc luôn. Cá lóc thì đã lâu rồi. Cá lóc là chỉ là ở những vùng nông thôn ở chợ mới thôi. Nhưng mà bây giờ người ta biết tới là khô cá cha là nhiều. Nghe nói là khô cá lóc nhiều. Cãi hoài. Khô cá cha. Mình quyết định khô cá lóc. Cá lóc thì hai phương án đi. À, em chọn khô cá lóc. Dạ, phương án của em là khô cá lóc. Còn em chọn khô cá cha. Khô cá lóc cũng gồm 8 chữ cái, cũng gồm 3 âm tiết. Nhưng mà không chính xác vào khô cá cha. Xin chúc mừng bạn. Chưa nói mà cãi hoài. Chúc mừng. Dạ cái. Đáp án là khô cá tra của bạn là chính xác và chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu xin tặng bạn. Xin chúc mừng bạn, bạn đã nhận được phần quà chính thức của chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Bạn có thể mở luôn đi ạ. Wow. Em rất là mong một ngày nào đó gần nhất em sẽ được đi ra Hà Nội để tham gia chương trình trực tiếp tại trường quay. Thưa quý vị, đây chính là 4 hộp quà ở trong phần chơi phụ đổi hay không đổi. Trong đó thì sẽ có 2 hộp là những món quà mang tính chất kỷ niệm và 2 hộp còn lại là phần thưởng tiền mặt có tổng trị giá có thể lên tới là 10 triệu đồng. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại vị trí của mình và bắt đầu vòng chương trình thứ 3. Chú Nghĩa chính là người chơi sẽ có những lượt quay đầu tiên ở vòng này. Chú Nghĩa đến từ Thái Bình và chú là cán bộ đã về hưu. Trong cái bài thơ mà chú chia sẻ với chương trình ngay từ đầu ấy ạ, thì có cái câu thơ là 7 năm nay mới được đáp đền. Điều đó có nghĩa là cái thời gian mà chú đăng ký cho đến ngày hôm nay khi có mặt tại Chiếc Nón Kỳ Diệu là 7 năm rồi ạ. Vâng. Và cái cảm giác mà chú tham gia chương trình ngày hôm nay có khác so với cảm giác mà chú ngồi ở nhà cùng với gia đình mình đoán ô chữ của chúng tôi không? Tôi đoán được nhiều lắm mà đến đây là chưa đoán được. Từ đầu giờ chưa đoán ô chữ nào. Vâng. Và để xin chúc chú Nghĩa là ô chữ ở vòng chương trình thứ 3 này thì chú sẽ có cơ hội đoán được chính xác và có được những mức điểm đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, ô chữ ở vòng chơi chính thứ 3 hôm nay gồm có 12 chữ cái. Đây là môn phái võ Việt ở nước ngoài. Xin mời chú Nghĩa. Tôi xin nói cái tên này.
có một chữ N. Chúng ta có cơ hội tham gia để khám phá một trong bốn món quà trong phần chơi đổi hay không đổi. Đến bây giờ thì tôi cũng chưa có điểm nào. Vâng. Thì tôi cũng muốn khám phá một trong bốn hộp này, biết đâu có một phần quà để làm kỷ niệm. Và đặc biệt là chúng ta có một cái trải nghiệm hồi hộp khác, đúng không ạ? Không phải là chờ đợi những cái vòng quay của trước đó nữa. Và đến mời chúng kia sẽ theo tôi. Mặc dù chú đang tiến đến gần cái hộp quà của chúng tôi, nhưng mắt chúng tôi lại hướng tới quý vị khán giả. Vì sao vậy? Vì tôi có đưa cháu nội, các cháu nội trong ngoại, thì tôi muốn hỏi cháu nội, theo cháu thì lấy màu nào? Lấy màu đỏ. Màu đỏ. Vâng. Tôi theo cháu. Chúc chú nghĩa sẽ đạt được món quà mà chú mong muốn trong cái hộp quà màu đỏ này. Vâng. Cháu sẽ giúp chú mang hộp quà này về đặt cạnh chú ạ. Như vậy là chỉ có bạn Mạnh và anh Quyền sẽ có những lượt quay ở vòng chương trình thứ 3 này. Xin mời bạn Mạnh. Ô, mất lượt. Lượt chơi sẽ thuộc về anh Quyền, xin mời. Có một chữ A. Anh Quyền thân mến, anh có nhìn thấy những món quà ở phía kia đẹp không ạ? Thấy ba màu rất đẹp. Anh sẽ quay tiếp hay là khám phá phần chơi đổi hay không đổi? Anh thôi bây giờ anh xin đổi đi. Vâng. Để lấy phần quà. Anh vẫn đang chờ đợi cái điều kỳ diệu trước nó đến với anh, nhưng mà bây giờ mà anh mà rời xa nó ra kia nhận quà thì có tiếc không? Vô tới vòng thứ ba thấy kỳ diệu không nổi rồi. Tôi chờ quà thì sao anh lấy quà của chiếc nón kỳ diệu đi. Và anh nhận quà chắc ăn nhất. Cũng liên quan đến kỳ diệu cả. Biết đâu anh dở quà được tờ giấy sao? Vâng. Được tiền mặt. Tờ giấy nhưng mà nhiều khi nó nhiều con số. Vâng. Anh chưa biết được cái gì, chưa biết điều gì xảy ra, nhưng mà anh sẽ chọn một cái thùng quà. Nhưng mà nhiều khi anh chỉ mong nó nhẹ thôi chứ không cần nặng. Mỏng nó càng mỏng càng tốt. Vâng, anh Quyền đã thay đổi cái khái niệm về kỳ diệu của chương trình rồi đấy. Bây giờ là không phải là chiếc nón nữa mà đến từ chiếc thùng kỳ diệu. Bây giờ anh phải chọn thùng quà kỳ diệu. Xin mời anh Quyền cho tôi. Đứng cạnh hộp quà rồi, anh có cảm nhận là hộp quà nào sẽ mang lại điều kỳ diệu cho anh không? Thôi chắc mình vàng đi. Thùng màu vàng là chắc kỳ diệu. Cái gì mà nó liên quan tới vàng vàng mà nó quý à, giống như là vàng bạc đá quý ấy, đúng không ạ? Đúng rồi, chọn màu vàng. Vậy quyết định chưa? Rồi, quyết định màu vàng. Tôi sẽ giúp anh mang hộp quà này về cạnh anh. Thưa anh cho tôi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì anh Quyền đã yên tâm với hộp quà của mình rồi. Và chú Nghĩa cũng vậy. Chỉ có mỗi bạn Mạnh thôi, bạn đang một mình một đường tiếp tục khám phá ô chữ của chúng tôi. Và bạn vẫn còn có thể có quyền để tham gia phần chơi đổi hay không đổi. Xin mời bạn Mạnh. Có một chữ O. Bạn Mạnh thân mến, bạn đang có cơ hội đúng như tôi dự đoán để được tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi. Còn lại hai món quà thôi, màu trắng và màu xanh. Bạn có quyết định thế nào? Tôi cũng muốn chia sẻ cái sự kỳ diệu của chương trình cho các quý vị khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Tôi sẽ đổi để cùng khám phá chiếc hộp kỳ diệu với Văn Nghĩa và anh Quyền. Và thì xin mời bạn Mạnh theo tôi. Rất là thú vị. Bạn có chơi đã từng đổi, thưa quý vị. Này, có lẽ bây giờ còn hai hộp thì tôi cũng rất ít sự lựa chọn. Và quyết định của tôi sẽ chọn hộp màu trắng. Vâng, xin mời bạn. Tôi sẽ giúp bạn mang hộp màu trắng này về đặt cạnh bạn nhé. Cả bê các bạn sẽ biết bên trong có cái gì. Nên thôi tôi bê cho nó hồi hộp. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá cái hộp tội nghiệp kia, hộp màu xanh, để xem bên trong là cái gì mà tại sao ba người chơi chúng ta lại không lựa chọn, thưa quý vị. Một màu xanh xanh, bên trong có hộp quà, một chiếc calabash. Xin chúc mừng ba người chơi, rất tuyệt vời ạ. Thế là có người không? Như vậy là hai trong số ba hộp quà ở phía trên này sẽ là phần thưởng tiền mặt. Điều quan trọng là nó sẽ thuộc về ai?
Ai ạ? Ai? Ai ạ? Nhưng mở thùng mở trước đi. Mới... Đó, đó, bác Nghĩa lớn rồi, mời bác Nghĩa mở trước. Lại còn nhiều tuổi. Nghe, nghe, nhường cái đôi. Tôi nó báo cáo với anh Tùng là tôi nhường cho cháu quyền mở trước vì ở xa xôi. Vâng, xin mời anh. Xin phép cứ mở. Thích màu vàng lắm tôi biết. Ây chà, dạ, ây chà. Xem có gì bên trong nào. Trời, sao nó nặng quá. À, ê, nặng quá. Từ từ. Trời, nguyên tờ giấy luôn á. Ôi, yeah. Từ từ, để khoan. Bao nhiêu số 0 đó đó. 4 triệu đồng. Vâng, xin được chúc mừng anh Tiền. Với phần thưởng, tiền mặt 4 triệu đồng. Rất tuyệt vời, thưa quý vị. Tôi phải sợ đã. Đừng rung bác, đừng rung. Vậy, cũng nhẹ. Hơi nhẹ, cũng tờ giấy á. Vậy à. Cũng vậy thôi. Tôi tờ giấy bắt là không còn rồi. Nhẹ quá. Vâng, là một tờ giấy nữa. Ôi giời, có 1 triệu. Cháu tưởng chủ nghĩa phải ôi rồi ôi rồi ôi 1 triệu. Vậy là hay lắm rồi. Vẫn là phần thưởng tiền mặt rồi. Như vậy chúng ta đã biết được món quà mà bạn Mạnh nhận được, đó chính là một món quà kỷ niệm của chương trình. Bạn hãy khám phá đi ạ. Là một chiếc ví đựng đồ trang điểm. Rồi, xin chúc mừng bạn. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng khám phá ô chữ. Và đây là cơ hội chúng tôi dành đến cho quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Xin mời một quý vị ạ. Đi tôn. À, xin mời anh. Tôi xin đoán ô chữ chương trình là Việt Quyền Đạo. Hoàn toàn chính xác, đó chính là Việt Quyền Đạo. Việt Quyền Đạo do võ sư Đào Tuấn Ngọc sáng lập tại Paris, nước Pháp vào năm 1978. Việt Quyền Đạo được xây trên nền móng giấc mơ võ đạo, mà theo võ sư Đào Tuấn Ngọc, võ là phần nổi trên mặt nước, đạo là phần chìm. Đạo mới chính là sức mạnh thiêng liêng của người học võ. Đạo sẽ mang lại cho ta tinh thần thượng võ, độc lập, tự thắng mình, và hơn hết là một hồn Việt trong mỗi môn sinh học Việt Quyền Đạo. Anh hãy giới thiệu về mình, xin mời. Tôi là Nguyễn Công Thắng ạ. Là cùng cơ quan với cả anh Tiến Mạnh ạ. Hôm nay anh em tập thể Ngọc Khánh tôi đến đây cổ vũ cho anh Tiến Mạnh và hai người chơi trong tham gia chương trình ạ. Thảo nào, bây giờ tôi hiểu vì sao mà vừa rồi anh Mạnh tham gia vào chương đổi hay không đổi để nhiều cơ hội đến cho các anh đấy. Vâng, xin chúc mừng anh Thắng cũng như là các anh bạn của anh Mạnh. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Cho tới lúc này thì cả ba người chơi của chúng ta đã vừa tham gia 2 vòng đoán nhanh và 3 vòng chơi chính. Hiện nay thì mỗi người đang có số điểm như sau, thưa quý vị. Anh Quyền và Chu Nghĩa sẽ tạm biệt chương trình ra về không với điểm nào, nhưng anh Quyền thì có 4 triệu đồng đúng không ạ? Còn Chu Nghĩa thì có 1 triệu đồng. Xin chúc mừng Chu Nghĩa và anh Quyền. Cậu Bảo Mạnh, mặc dù là không may mắn lắm trong phần chơi đổi hay không đổi, nhưng bạn lại chính là người đã có rất nhiều may mắn sau 2 vòng đoán nhanh và 3 vòng chơi chính. Bạn cũng xuất sắc để có được số điểm, đó chính là 4.800 điểm. Thưa quý vị, bạn Mạnh chính là người sẽ tiếp tục có mặt ở vòng chơi tiếp theo của chương trình, đó chính là vòng chơi đặc biệt của chúng tôi. Xin được chúc mừng bạn Mạnh. Cảm ơn Quyền ạ. Xin cảm ơn chị Nghĩa. Vâng. Xin chúc mừng bạn Mạnh. Sau đây sẽ là ô chữ của chương trình dành đến cho quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang có mặt ở vòng chơi dành cho quý vị khán giả trong trường quay. Ô chữ của chúng tôi ở vòng chơi này hôm nay gồm có 15 chữ cái. Xin mời. Dịch vụ này mang lại nhiều tiện ích cho con người trên khắp thế giới. Xin mời chị ạ. Tôi xin đoán ô chữ này là chuyển phát nhanh. Hoàn toàn chính xác, đó chính là chuyển phát nhanh. Thưa quý vị và các bạn, chuyển phát nhanh là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu thời gian đã được công bố từ trước. Chuyển phát nhanh tiết kiệm chi phí là giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Dịch vụ này phát triển nhanh và có nhiều thương hiệu nổi tiếng khắp toàn cầu. Đây là một trong những dịch vụ rất là thuận tiện, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và thậm chí là chi phí nữa, đúng không ạ? Như là gì chúng tôi đã chia sẻ. Xin cảm ơn chị. Xin chúc mừng chị và chị hãy giới thiệu về mình. Tôi là Trần Thị Hương, hiện nay tôi đang công tác tại tạp chí công tác tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ. Và hôm nay tôi đến đây cổ vũ cho bố của tôi là ông Trần Tuấn Nghĩa. Và xin cảm ơn chị. Và chúng tôi có những món quà để tặng chị. Và ngay sau đây là vòng đặc biệt.
Xin chúc mừng bạn Tiến Mạnh, bởi vì bạn chính là người chơi có được số điểm cao nhất trong trình ngày hôm nay. Và bạn đang có mặt ở vòng chơi đặc biệt để có thêm những trải nghiệm mới. Và hiện nay thì số điểm bạn đang có là 4.800 điểm. Chúng tôi rất hy vọng là một lát nữa bạn tạm biệt chúng tôi ra về sẽ không chỉ với số tiền tương ứng, đó là 4.800.000 đồng, mà còn có thể có thêm 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu hoặc 30 triệu đồng. Và muốn có được những mức tiền như vậy thì bạn phải giải được ô chữ ở vòng chơi đặc biệt này. Và ô chữ này gồm có 15 chữ cái. Xin mời. Đây là nơi đến của các Phật tử tại tỉnh Đồng Nai. Bạn có quyền đoán trước 4 chữ cái. Tôi xin đoán chữ A, chữ H, chữ N và chữ C. Chữ A, có một chữ A. Chữ H, có một chữ H. Chữ N, có hai chữ N. Và chữ C, có một chữ C. Sau đây sẽ là thời gian để bạn Mạnh suy nghĩ. 30 giây bắt đầu. Giây đã trôi qua. 10 giây để đưa ra các phương án trả lời. Bắt đầu. Mười giây cũng đã kết thúc. Và như vậy là bạn Tiến Mạnh đã không giải được ô chữ này của chúng tôi ở vòng chơi đặc biệt. Thưa quý vị và các bạn, sau khi chúng ta đến với những thông tin thú vị của chiếc nón kỳ diệu tuần sau, thì chúng tôi sẽ cùng quý vị quay trở lại chiếc nón kỳ diệu tuần này và khám phá ô chữ. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ nhìn thấy một hình ảnh khác từ họ. Tôi tên là Trịnh Thị Dung. Tôi tên là Trần Văn Điểm. Tên tôi là Đặng Duy Tâm. Nếu như vòng sau tôi tiếp tục được quay thì tôi sẽ quay đến cùng. Còn vòng này tôi xin đoán luôn. 300 điểm. Tôi đang có số điểm là 0 điểm, cho nên là không có gì phải ngại ngùng khi mà khám phá cái ô bí mật ạ. Anh Điểm cũng đang rất là hồi hộp, bởi vì nếu mà ô mất điểm thì đến lượt anh quay, đúng không ạ? Tôi đoán đến cùng rồi. Bạn cứ khám phá ô bí mật của bạn. Có chúng tôi giữ yên cuộc sống, có chúng tôi những người chiến sĩ Công an Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn, quay trở lại với chiếc nón kỳ diệu. Đây chính là lúc mà chúng tôi sẽ cùng quý vị giải ô chữ ở vòng chơi đặc biệt tuần này. Cơ hội sẽ dành đến cho quý vị khán giả đã có mặt tại trường quay. Xin mời bạn. Tôi xin đoán ô chữ là Viên Giác Thiền Tự. Hoàn toàn chính xác, đó chính là Viên Giác Thiền Tự. Từ khu du lịch Thác Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai đến khu đô thị Suối Son, du khách sẽ gặp được một vườn thiền xanh mát nằm bên bờ sông. Vào những thập niên 90 thế kỷ trước, một nhà sư trẻ đã rời Sài Gòn về nơi vùng ven hẻo lánh để kiến tạo nên ngôi thiền tự uy nghiêm, thanh nhã ngay trên miệng hố bom, tàn tích của vùng chiến địa Đồng Nai xưa. Để giờ đây, Viên Giác Thiền Tự sớm tối vang vọng tiếng kinh. Viên Giác Thiền Tự còn được coi là chùa đèn cầy, vừa được UNESCO công nhận là một trong top 100 điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của châu Á. Và hai giới thiệu của mình. Em tên là Trần Nam Anh và em là cháu nội của ông Nghĩa. Và em đến cổ vũ cho ông ạ. À, bạn chính là người mà giúp chú Nghĩa chọn hộp quà màu đỏ ấy, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ. Đã mang lại may mắn đến cho ông mình. Và bây giờ thì bạn chính là người giải được ô chữ ở vòng chơi đặc biệt của chúng tôi và nhận thêm một phần quà của chương trình. Xin chúc mừng bạn. Như vậy là bạn Mạnh sẽ chia tay chúng tôi ra về với số điểm mà bạn đã có được sau 2 vòng đoán nhanh và 3 vòng chơi chính. 4.800 điểm tương ứng với 4.800.000 đồng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào chương trình tuần sau. Quý vị hãy nhớ đón xem chiếc nón kỳ diệu.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Có một cái sở thích đặc biệt là rất thích tham gia các chương trình game show trên truyền hình. Diệu Kỳ chiếc nón hôm nay bỏ công chờ đợi cả ngày lẫn đêm. 7 năm nay được đáp đền vòng quay kỳ diệu có tên chính mình. Trời, nguyên tờ giấy luôn. Ôi, yeah. Từ từ, từ từ, để khoan, khoan, bao nhiêu cái đó, bao nhiêu số 0 cái đó.